cặp song sinh bạch tạng trở thành hiện tượng mạng, vượt qua mặc cảm, biến hạn chế về ngoại hình thành điểm đặc biệt, kết hợp với giọng hát thiên bẩm, cặp song sinh Xuân Huy và Xuân Hùng đã vượt lên số phận, trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, cặp anh em sinh đôi Châu Xuân Huy và Châu Xuân Hùng, sinh năm 2000, không may mắc căn bệnh bạch tạng hiếm gặp. Hai anh em đều có dáng người mảnh, làn da mỏng, trắng hồng, mái tóc, mày, mi có màu bạc trắng như cước. Lý giải về ngoại hình đặc biệt của mình, Huy cho biết mình và em trai mắc bạch tạng toàn phần từ khi sinh ra. Khi còn nhỏ, chúng em cứ nghĩ ra mình chỉ trắng thôi, đi nắng sẽ không sao, nhưng càng lớn lên thì da, tóc và lông mày đều trắng như mây. Đặc biệt là chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian ngắn thì thấy cảm giác rát buốt ở da và đôi mắt, càng ngày càng mờ đi, Hùng chia sẻ. Chính vì vẻ ngoài khác biệt ấy mà từ những năm lớp 1, Xuân Hùng và Xuân Huy đã phải làm quen với những ánh mắt tò mò của mọi người. Không có ai chơi cùng, nên hai anh em vừa là người thân, vừa là tri kỷ của nhau. Nhiều khi em cũng cảm thấy buồn vì sự khác biệt của mình và cũng sợ khi mình luôn trở thành tâm điểm chú ý. Lúc các bạn nói chúng em khác họ thì buồn lắm. Sau này lớn hơn, em mới cảm nhận được điều khác biệt đó, Xuân Hùng cho biết. Gia đình khó khăn, mắt càng ngày càng không nhìn rõ. Sau năm lớp 7, Huy và Hùng đã quyết định nghỉ học để phụ giúp gia đình. Có năng khiếu ca hát, Xuân Huy đi học hai khóa piano và chơi thành thạo trong một năm, sau đó dạy cách đánh đàn cho em trai. Có lẽ người bạn duy nhất của Huy và Hùng là âm nhạc, niềm đam mê ca hát. Tiếng hát của Huy và Hùng đã được nhiều người ở xã Hà Linh biết đến, giúp hai em có thể tự kiếm tiền, phụ giúp gia đình bằng khả năng của chính mình. Khi được hỏi về bước ngoặt đáng nhớ, Huy và Hùng cho biết đó là thời điểm hai anh em xuất hiện trong bộ ảnh Twin do nhiếp ảnh gia Đỗ Mạnh Cường thực hiện. Năm 2010, mưa lũ rất lớn, nhà em bị cuốn trôi. Rất may có một đoàn từ thiện về quê em và giúp đỡ gia đình em dựng lại một căn nhà vững chãi. Trong đoàn từ thiện đó, anh Cường đã chụp ảnh chúng em và sau đó còn về thực hiện thêm những thước phim về cuộc sống của em và Hùng vào năm 2014. Huy nhớ lại, sau những thước phim ấy, Huy và Hùng được cộng đồng mạng biết đến. Và chính nhờ những bức ảnh chân thực của nhiếp ảnh gia Đỗ Mạnh Cường năm ấy, hình ảnh hai anh em Huy và Hùng trở nên gần gũi hơn với mọi người. Nhiều người yêu mến chính sự khác lạ hồn nhiên ấy của cặp anh em sinh đôi bạch tạng. Cho đến thời điểm hiện tại, Huy và Hùng không còn cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình, thậm chí hai em còn tự tin xuất hiện trên mạng xã hội. Đều đặn cứ 21 giờ đêm đến 2 giờ sáng ngày hôm sau, Huy và Hùng lại livestream ở góc nhỏ trong nhà để giao lưu với bạn bè bốn phương. Ông trời có lẽ không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả. Đôi mắt chúng em không nhìn rõ thì ông trời cho chúng em biết một chút về âm nhạc và sự đón nhận và yêu mến của mọi người, cùng những lời động viên khiến em cảm thấy có nắng trong tim mình, Xuân Huy tâm sự. Nói về ước mơ trong tương lai, hai anh em Huy và Hùng mong ước có một phòng thu để thuận tiện hơn trong việc livestream, ca hát và kết nối với mọi người xung quanh. Câu chuyện về cuộc sống của cặp sinh đôi bạch tạng Xuân Hùng, Xuân Huy sẽ được lên sóng trong chương trình có chủ đề Ngày từ đêm trắng sinh ra vào 10 giờ thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 trên kênh VTV1.